Diego Maradona, huyền thoại lắm tài nhiều tật. Đêm ngày 25 tháng 11 năm 2020, huyền thoại bóng đá thế giới là Diego Maradona đã qua đời ở tuổi 60 sau một cơn đau tim tại quê nhà Tigre, Argentina. Hai tuần trước đó, ông trải qua một ca phẫu thuật não và cho kết quả khá tích cực. Nhưng sự ra đi của ông thực sự là một cú sốc lớn đối với bóng đá thế giới. Con người thấp bé trên sân cỏ nhưng lại là một tượng đài khổng lồ trong bóng đá thế giới và trong trái tim của người hâm mộ. Với người dân Argentina, Maradona là biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử với chiến tích dẫn dắt La Albiceleste lên ngôi tại World Cup năm 1986. Ở cấp độ câu lạc bộ, cậu bé vàng cũng là biểu tượng lớn nhất của Napoli. Sinh ra để đá bóng, Maradona sinh ngày 30 tháng 10 năm 1960 tại bệnh viện Evita Perón ở Lanús, một quận công nghiệp nằm phía nam thủ đô Buenos Aires. Bố mẹ của ông, Diego Chitoro Maradona và Danma Tota Salvadora đều là người Esquina thuộc vùng Corrientes ở miền đông bắc Argentina, gần biên giới với Paraguay. Diego Maradona lớn lên trong cảnh khốn khó, nhà không có điện cũng chẳng có nước. Vùng Villa Pioroto là như vậy. Maradona luôn nói với quá khứ, đó đã dạy ông ý nghĩa của cuộc sống khôn ngoan và danh mãnh. Trong hoàn cảnh bần cùng hóa, sống giữ nhân phẩm cao đẹp chỉ khiến ta càng nghèo đói. Sinh nhật năm 3 tuổi, Maradona được người anh họ Beto tặng cho một quả bóng. Cậu bé thích quả bóng tới mức ôm theo lên giường đi ngủ. Quả bóng đã trở thành bạn đồng hành thường trực với cậu bé kể từ lúc đó. Có rất nhiều người sợ hãi phải thừa nhận rằng đến từ khu ổ chuột, nhưng đó không phải tôi. Bởi nếu tôi không sinh ra trong khu ổ chuột, sẽ không có Maradona. Tôi thực sự tự do khi được chơi bóng. Ông tâm sự, khi mới tập đi, Maradona từng suýt chết đuối trong hố phân khi vô tình ngã xuống đó mà không một ai biết. May mà ông chú Sirito nhìn thấy và hét lên, Diego, hãy cố nhóc đầu lên khỏi đống phân đó đi. Câu chuyện ấy sau này được Maradona kể lại thường xuyên. Ông bà Chitoro Tora nhận ra niềm đam mê đặc biệt và năng khiếu đá bóng của đứa con trai nên luôn ủng hộ con. Trên con đường đến trường, Maradona thường xuyên tập tâng bóng. Tháng 2 năm 1968, dù mới 8 tuổi, nhưng Maradona đã được đi tập thử cùng Cebu Titas, đội trẻ của câu lạc bộ Argentinos Juniors. Đội bóng được thành lập ở trung tâm Villa Crespo vào năm 1904 với tên gọi ban đầu là Martyrs of Chicago. Lãnh đạo Argentinos Juniors nhanh chóng nhận ra tài năng thiên bẩm của thằng bé có vẻ ngoài kỳ dị, lùn, mập, đầu to bất thường mang tên Maradona. Nhìn thấy một tài năng hiếm có, huấn luyện viên Conejo đưa Maradona tới gặp bác sĩ Cacho Palladino, một người từng làm việc với rất nhiều tay đấm quyền Anh chuyên nghiệp. Bác sĩ này cho Maradona một lộ trình thuốc uống lẫn thuốc tiêm để cải thiện thể chất. Được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, ông nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên sân cỏ ở lứa tuổi nhí. Giữa giờ nghỉ những trận đấu của Argentinos, trong khi đội 1 nghỉ ngơi, cậu đã khiến cho đám đông trầm trồ khi liên tục biểu diễn các động tác kỹ thuật. Sau đó, Maradona xuất hiện trên truyền hình, biểu diễn bằng việc tâng bóng, rồi tâng cam và cuối cùng là tâng chai nước. Ngày 28 tháng 9 năm 1971, Maradona lần đầu tiên được báo chí Argentina đề cập tới. Phóng viên của tờ Clarín có mặt trong một trận đấu giữa Argentinos và Independiente, rồi nhanh chóng bị cuốn hút bởi màn trình diễn giữa giờ nghỉ hai hiệp của Maradona. Cậu bé mới 10 tuổi cho thấy một khả năng hiếm có trong việc giữ bóng và dắt bóng. Cũng nhờ tài năng đá bóng mà Maradona đã được đặt cách nhảy cóc lên lớp chỉ vì ông hiệu trưởng phát cuồng trước tài năng chơi bóng của cậu học trò. Không cần biết cậu học tốt hay dở, có đi thi hay không, Maradona luôn có bảng điểm tốt nhất lớp để lên lớp. Ngày 20 tháng 10 năm 1976, Maradona có trận đấu chuyên nghiệp chính thức đầu tiên khi ra mắt ở câu lạc bộ Argentinos Juniors, 10 ngày trước sinh nhật tuổi 16. Ngày 20 tháng 2 năm 1981, Maradona ký hợp đồng với Boca Juniors. Ngày 10 tháng 4 cùng năm, Maradona có trận siêu kinh điển Argentina đầu tiên khi đối đầu với River Plate trên sân nhà La Bombonera, mà Boca của ông đã thua 0-3. Sự nghiệp thi đấu câu lạc bộ của Maradona tuy không trải qua quá nhiều, nhưng ông đóng góp không hề nhỏ cho những chiến thắng của câu lạc bộ mà ông từng tham gia. Mùa giải 1981-1982 là mùa giải chính thức đầu tiên và đáng nhớ nhất của ông trong màu áo của Boca Juniors. Maradona tham gia tổng cộng 40 trận cho Boca và ghi được 28 bàn. Đây là hiệu suất đáng nể cho một cầu thủ trẻ khi mới 18 tuổi. Những bàn thắng của Maradona rất quan trọng, chẳng hạn như ghi một bàn vào lưới của River Plate, đại kình địch chuyên kiếp của Boca Juniors. Maradona cũng giúp đội nhà đoạt chức vô địch Argentina vào năm 18 tuổi. Ngay trong mùa giải đó, ông đoạt luôn cúp cùng các câu lạc bộ quốc gia Nam Mỹ, gọi tắt là cúp Libertadores. Chính vì thành tích ấn tượng này mà câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha đã sang Argentina để đàm phán ký kết hợp đồng với anh. Một số nguồn tin cho rằng để có được cái gật đầu của Maradona, Barcelona đã phải bỏ ra số tiền kỷ lục lên đến 5 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ này.
Đây là mức giá không thể tưởng tượng được từ những năm 1980, khi tiền chưa bị phá giá và trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi đó. Tuy nhiên tại Barcelona, Maradona thi đấu không thành công và chỉ ra sân có 40 trận. Sau 2 năm hoạt động không thành công tại Tây Ban Nha, Maradona chuyển sang đầu quân cho Napoli. Đây là câu lạc bộ mà Maradona khoác áo nhiều năm nhất, từ năm 1984 đến năm 1992 và lập nên những kỷ lục hiển hách nhất đời. Với 188 trận, Diego Maradona đã mang về cho câu lạc bộ 81 bàn, đặc biệt giúp đội bóng có được chức vô địch Scudetto năm 1987, lần đầu tiên trong lịch sử phá vỡ thế thống trị của bóng đá Ý của Juventus và AC Milan. Bí mật đằng sau bàn tay của Chúa. Tuy nhiên, chiến thắng làm nên tên tuổi của Diego Maradona lại làm năm 1986 khi đang tham dự World Cup tại Mexico. Ngay tại vòng tứ kết gặp đội tuyển Anh, phút 51, sau khi bóng đi qua vài cầu thủ Anh, Maradona chuyền bóng cho Josh Bukengachaga và tiếp tục thoát xuống. Steve Hodge móc bóng nhưng vô tình nó lại hướng đến vị trí của Maradona. Những gì xảy ra tiếp theo là bóng vọt qua tay của thủ thành Peter Shilton và từ từ lăn vào lưới. Thật khó tin khi một cầu thủ thấp bé như Maradona lại đánh bại được Shilton. Tất nhiên có một mánh khóe khác ở đây. Maradona đã dùng tay trái và đấm bóng. Chỉ người đồng nghiệp Josh Vandano biết được việc đó. Tôi thường đá phạt góc cho các buổi tập và Maradona thường đưa bóng được vào lưới, cựu tiền đạo người Argentina kể. Nhiều người sẽ nói cậu ta làm thế quái nào vậy. Số khác thì nói mắt trưng cho vui à, không thấy cậu ta dùng tay sao. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi Maradona sẵn sàng lặp lại thủ đoạn này ở một trận đấu trong World Cup. Có điều Maradona đã ăn mừng hơi khinh suất khi anh giơ cánh tay trái về phía khán giả, buộc Vandano phải ra tín hiệu phòng trường hợp các trọng tài nhận ra dấu hiệu đó. Maradona lập tức hiểu ngay, thúc giục đồng đội sớm trở về vị trí thi đấu để có thể tái bắt đầu. Khi tan trận, có nghĩa là không gì có thể thay đổi được kết quả, Maradona đã tự tin giơ tay lên lần nữa và tuyên bố, đây là bàn tay của Chúa. Thêm nhiều năm nữa, ông nói, đùa thôi, đó là tay của tôi. Pha bóng ấy mang tới cơ hội quá ngon ăn, nhưng đầu tôi lại không thể với tới, thế nên tôi dùng tay cho nhanh. Ngoài ra, Maradona còn có một bàn thắng khiến người xem không thể quên. Bàn thắng này cũng đi vào sách giáo trình bóng đá khi một mình Maradona vượt qua tới 6 hậu vệ đối phương, khi dê bóng từ phần giữa sân đến vùng cấm của đối thủ, sau đó vượt qua thủ thành David Seaman trước khi nhẹ nhàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina. Tại trận bán kết gặp tuyển Bỉ, Maradona ghi 2 bàn vào lưới của đối thủ. Trong trận chung kết gặp Cộng hòa Liên bang Đức, Maradona tiếp tục có 2 pha kiến tạo giúp đồng đội Buruchaga và Van Vado mang về chiến thắng 3-2 kịch tính cho Argentina. Năm 1987, Maradona được FIFA lẫn UEFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ông cũng là cầu thủ đầu tiên có 2 pha kiến tạo trong một trận đấu chung kết World Cup. Tuy nhiên, những năm tháng sau này, trải qua nhiều câu lạc bộ nhưng ông cũng không thành công và giải nghệ khi tròn 43 tuổi. Lắm tài nhiều tật, cuộc sống cá nhân của Maradona khá phức tạp với nhiều lời đồn thổi về chuyện tình ái. Việc lạm dụng chất kích thích khiến Maradona có nhiều vấn đề về sức khỏe khi còn chơi cho Barcelona. Ông cũng giải thích chứng nghiện của mình là nhằm để thích nghi với môi trường mới. Năm 2000, Maradona bị khủng hoảng tăng huyết áp vì rối loạn nhịp tim. Mọi người xung quanh đều phủ nhận việc ông ấy có sử dụng ma túy dẫn đến khủng hoảng căng thẳng tinh thần. Tháng 4 năm 2004, Maradona bị đau tim, thừa cân và nghiện ma túy là những lý do chính. Sau khi phục hồi, cân nặng của Diego là 120. Ông cố gắng tự kéo mình lên, làm phẫu thuật cắt dạ dày và ăn kiêng đặc biệt, đã giảm được 50kg. Tháng 11 năm 2020, Maradona được phẫu thuật để loại bỏ những cục máu đông trong não. Người ta cứ nói bóng đá thời Maradona dễ dàng hơn hiện tại. Thế nhưng tất cả đều quên một chi tiết, bóng đá thời ấy có thừa bạo lực. Trong 4 lần tham gia World Cup 1982, 1986, 1990 và 1994, ông là người bị phạm lỗi nhiều nhất với 152 lần. Không ai trong lịch sử World Cup bị phạm lỗi nhiều hơn và người đứng thứ hai là Jairinho chỉ với 64 lần. Mà Maradona vẫn đánh bại tất cả bằng đôi chân ma thuật và tốc độ tư duy cùng khả năng xử lý thông tin nhanh hơn máy tính. Cộng thêm những mánh khóe đường phố, cậu bé vàng đã tạo ra hai khoảnh khắc vĩ đại và đưa mình lên vị trí cao nhất trong bóng đá thế giới.